Đà Nẵng sẽ áp dụng chỉ thị số 16 từ 0 giờ ngày 17 tháng 7 tại 4 phường An Khê và Thạc Gián, quận Thanh Khê, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ và phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Ghi nhận vào chiều ngày 16 tháng 7, trước giờ G, trên các tuyến đường rất đông người qua lại. Nhiều người dân ở những khu vực áp dụng lệnh giãn cách tranh thủ đến các tiệm tạp hóa để mua lương thực thiết yếu. Tại một số khu vực có liên quan đến ca nhiễm đã được lực lượng chức năng dựng hàng rào, lập nên các chốt phong tỏa, các tổ Covid cộng đồng khẩn trương phát phiếu xét nghiệm đến các hộ dân. Thật sự thì rất là khó khăn, chung ảnh hưởng chung cộng đồng. Tôi mong muốn là sớm là ủy ban nhân dân thành phố khắc phục, nói chung là dập dịch sớm nhất để ổn định cuộc sống cho người dân. Để tránh lây lan trong cộng đồng, lãnh đạo thành phố đã tiến hành họp khẩn để đưa ra những phương án chủ động phòng dịch kịp thời. Bên cạnh việc áp dụng chỉ thị số 16 tại 4 phường, thành phố yêu cầu ngành y tế phải khẩn trương chuẩn bị kế hoạch xét nghiệm diện rộng để chủ động tầm soát. Hình thức xét nghiệm thì lần này tôi đề xuất là chúng ta sẽ tiến hành xét nghiệm test nhanh, sau đó sẽ xét nghiệm PCR. Chúng ta có đủ nguồn lực để làm test nhanh. Test nhanh là gì? Ở những khu vực có nguy cơ chúng ta cho test nhanh để chúng ta đánh giá và chúng ta chọn các cái khu vực đó để chúng ta tiến hành xét nghiệm. Và chúng ta rút kinh nghiệm của những cái đợt mà chúng ta đã xét nghiệm. Bởi vì xin thưa các đồng chí, chỉ có xét nghiệm diện rộng chúng ta mới đánh giá được cái nguy cơ nó đang ở trong cộng đồng của chúng ta như thế nào. Liên quan đến chuỗi ca mắc tại công ty Việt Hoa, hiện ghi nhận 27 ca mắc COVID-19, hơn 4.000 công nhân tại công ty này đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Được biết, quận Liên Chiểu có 22 ca mắc COVID-19, hiện lực lượng chức năng đã lập 19 điểm phong tỏa cứng và lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp liên quan tại đây. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về plo@phapluattp.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.